Rồi, xin chào tất cả các bạn luôn nha. Thì bữa nay có người em nó vô nó chơi các bạn. Có mấy đứa em ở quê vô chơi. Mình làm mấy món đơn giản. Mình ra quán nhậu vẫn được các bạn. Nhưng mà ra quán nó tốn kém mà nó không có được ngon. Nó không hợp vệ sinh nên mình sẽ làm mấy món ở trong nhà. Mua về đây nhậu cũng như là đi quán rồi. Nhưng mà nó chất lượng với là nó ngon và nó hợp vệ sinh hơn. Đấy. Thì mình có mua nè, này rau để sống nên kìm, thì cái này tí nữa mình sẽ nấu mẻ nha các bạn, nấu giấm. Cái này thì mình sẽ nhúng chung với giấm để mình ăn nè, này rau mình quắn. Còn mướp thì mình sẽ xào, có lòng 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 gà lòng vịt xào mướp. Với lại một cái món nữa các bạn mà mình đây là món này là mình bắt trước mình làm thử có ok không em. Này vịt các bạn thì mình sẽ băm nhuyễn nó ra, băm nhuyễn xong mình sẽ trộn hạt mắc khén các bạn, mắc khén rồi xong mình sẽ bỏ hạt dỗ vô nữa thì để mình làm thử nó có ngon hay như là mấy anh YouTube khác làm không, thì mình cũng làm để trải nghiệm thử mà. Đấy thì mình sẽ băm nhuyễn con này ra, bây giờ mình sẽ tiến hành mình băm nó. À mình phải đi hái sả nữa cho có ít sả vô nó thơm, cần sả không ta, ít sả thôi, có khoảng 2-3 tép sả thôi, không cần nhiều, nhiều quá thì nó lắng cái hồn cái mùi hạt dỗ với mắc khén thì nó không ngon, để cho nó khử thôi. Rồi ok các bạn theo chân mình nha. Cái này là đi hái trộm nha các bạn, hái trộm người ta 2 tép các bạn. Ở đây mình có nửa con vịt các bạn, thì ở trong tủ nó sẽ có nửa con như vậy luôn, tại vì cũng như các bạn biết rồi đấy, thì nhà mình là làm ăn không có hết nên là phải chia đôi ra chứ nguyên con là ăn hết. Thì cái này mình cũng làm có một món nên cũng không có cần nhiều các bạn. Vịt ra thì ở nhà mình làm sạch rồi mình mới đem vô đây, còn mấy cái lông mang này thì nó thực chất là nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu các bạn, cái lông này nó lông non á, nó chết mẹ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình băm nó nha các bạn, mình dằn cái nát mấy cái sụn này thì không cần. Nãy mình quên mua húng nhủi mất, để lát nữa mình chạy ra mình mua cái thớt này, chắc cũng sắp sửa thay được rồi. Hay quá các bạn, thêm một người về phụ mình, bà xã của mình về phụ mình làm cho nó nhanh, chứ thằng nãy mình băm ra đây nó mỏi tay thí bà luôn. Mình dằn nó nát cái xương đi, mình trở cái sống mình dằn nát xương đi rồi mình băm, mà nó mỏi tay kinh hồn tại vì lâu ngày không băm mà. Cái gì mình phải luyện tập chứ nó mới lấy được, chứ lâu lâu mình làm nó đâu có thường tập. Mình băm xong rồi các bạn, cũng chắc cũng được một dĩa. Thì cái này bây giờ hồi nãy là mình tính băm xả vô nhưng mà giờ mình không băm, để cho nó nguyên thủy luôn, nó như đậm chất kiểu nguyên bản của Tây Bắc luôn nha các bạn, để mình làm cái món này. Đấy. Chứ bỏ cái xả vô thì nó chặt mất một bài. Cái xả thì mình để nấu với cái kia, nấu giấm. Rồi bây giờ mình sẽ ướp cái này nha. Giờ mình sẽ xay cái hạt này các bạn, xay cái hạt này quay tay các bạn,
size tặng nãy được bao nhiêu nè các bạn. Để mình rác cho đây trước cái đã. Chắc là mình nghĩ bấy nhiêu là đủ rồi các bạn. Mình sẽ không xay nữa. Còn cái phần hạt dỗi các bạn. Hạt dỗi lát nữa để mình xào nó gần chín mình bỏ vô sau để nó khỏi bay cái mùi thơm. Giờ mình sẽ trộn cái phần này lên. Giờ mình sẽ ướp vô các bạn, ít nước canh. Bột ngọt. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ xào nó. Lúc sau hả? Gigaman nữa hả? À. Ngày nào tao không đi đường đó. Hả? Tao làm cái trường học MRC của ngay quốc lộ 13 á. Ừ. Nay nó vô đi học rồi, bây giờ là phải làm bằng đêm. Mai mốt thành cú đêm rồi mấy bạn. Ngày ngủ đêm làm, nó thay đổi cái giờ giấc thành ra cái sinh lý cái giờ. Cái kiểu như đồng hồ sinh học của trong cơ thể mình nó sẽ bị xáo trộn thì nó rất là mệt. Sao em mình xào xong rồi các bạn, mình muốn đi mua rau rồi nè, giờ mình sẽ trang trí, mình sẽ đổ ra mình trang trí. Xin giới thiệu, chúng đây mình xong một món rồi các bạn. Đâu, xin giới thiệu mình xong một món rồi các bạn. Món này là xin giới thiệu các bạn là món gì tôi cũng chả biết. Món gì này, rất là ngon. Mình đang nấu cái này cho nó chín cái xương các bạn. Cái này là nước giấm nè, nước giấm gạo á, mình đã pha với là đường bột ngọt với mắm với là một ít nước xì dầu các bạn. Thì tí nữa này mình sẽ nhúng cái này vô nè các bạn, nhúng cá với là nhúng cái này nữa ăn kèm với rau. Còn cái món này thì bà xã mình làm xong rồi, này xào lòng xào mướp. Rồi mình đã đủ 3 món, thì để cái này cho nó sôi, nó chín tí. Thì mình sẽ tiến hành chuẩn bị mình quất. Bạn thì mình cũng đã chế biến xong rồi các bạn. Mấy cái món anh em nhậu chơi. Uống, mình bữa nay mình tiêm một ít vitamin hung hăng nha các bạn. Tiger. Cái này là mình nêm nhúng giấm nè. Cái này nước giấm nó có ớt tỏi đó, hành tỏi đó các bạn. Ủa sao cái này nãy để giữa mà sao lại để ra đây? Không để y vậy đi. Cái này mình gắp vô mình nhúng đây thôi chứ. Điên muốn mà. Để dài nè. Rồi. Giờ chơi thôi. Nhanh vậy, đợi tôi với. Thế nha, cậu biết. Đây cái rau mình ăn kèm các bạn. Kèm món nhúng giấm. Còn cái kia mình sẽ xúc bánh tráng nha. Còn cái này thì ăn với bánh tráng luôn. Rồi, mình chỉ đơn giản với như thôi. Rồi ok, mời các bạn nhập tiệc với anh em mình luôn. Đẹp quá. Mình thử cái món này nha các bạn. Đây món này lần đầu tiên mình làm luôn á. Cũng chưa biết mùi vị gì nhưng mà có hạt dỗi với mấy kháng thì mình ăn hoài nên biết. Kẹp thêm miếng rau nữa đi. Không là đúng được. Không được. Đây các bạn. Mời các bạn luôn nha.
Có cái mùi đặc trưng riêng lắm các bạn. Bỏ nhiều cái hương vị quá. Không phải muốn bị dương anh. Cái hột mát kháng á. Rồi mình thử món này nha các bạn. Anh thử đi. Anh chỉ biết thôi chứ còn thực chất đừng ăn nhiều. Đói bụng ăn gì cũng ngon mà. Thôi. Rồi thôi mình xin kết thúc clip đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay nhé, để lại một like, một subscribe để mình có động lực làm những kênh tiếp, những video tiếp theo cho các bạn xem nha. Rồi chúc các bạn một đêm hạnh phúc bên gia đình luôn. Rồi ok, tạm biệt các bạn.